Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 31 tháng 3 ngày mùng 1 tháng 4 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là các thông tin thời tiết trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, thuận lợi cho các hoạt động của người dân. Tại khu vực miền Đông, miền Tây và cả thành phố Hạ Long, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 25 cho đến 32 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Gió Tây Nam cấp 3 cấp 4, sóng cấp 2 cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 cho đến 10 km, nhiệt độ thấp hơn một chút so với trong đất liền, phổ biến là từ 24 cho đến 30 độ. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với phần dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, ngày hôm nay ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đã có nắng nóng. Sang đến ngày mai thì nắng nóng sẽ xuất hiện ở cả các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với mức nhiệt hầu hết từ 34 cho đến 36 độ. Chỉ riêng Hải Phòng và Quảng Ninh là vùng ít chịu tác động của vùng thấp phía Tây nên nhiệt độ thấp hơn. Còn với khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ trong ngày mai sẽ lên tới là từ 34 cho đến 37 độ, một số nơi thì có thể đạt trên 37 độ. Trong khi đó tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên sẽ có mức nhiệt từ 35 cho đến 38 độ. Riêng các huyện vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ có thể lên tới trên 38 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Khánh Hòa trở xuống cho đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp hơn, giao động trong ngưỡng từ 33 cho đến 34 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm nay và chiều tối ngày mai chỉ có mưa ở một vài nơi. Còn ban ngày, trời tiếp tục có nắng nóng cả ngày, với nhiệt độ cao nhất ở vùng Tây Nguyên, giao động ở mức là từ 32 cho đến 35 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ sẽ là từ 34 cho đến 37 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Chuyển sang thời tiết trên biển, trong đêm nay và ngày mai, gió trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và phía Bắc của Biển Đông sẽ tiếp tục duy trì theo hướng Nam với cường độ ở mức cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Nam đến Nam, còn tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, thì vẫn có gió Đông Bắc đến Đông, cường độ ở mức cấp 3, cấp 4. Thời tiết trên các vùng biển hầu hết đều nắng giáo, ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km.